Con chào mấy tuổi? Con chào 3 tuổi. How old are you? Tên gì? What's your name? Thầy Trúc. Con tên gì? Con tên Tuyết Nhi. Tuyết Nhi con của ai? Con của mẹ chứ ba. What's daddy's name? Tắc. How about mommy? Vâng. Mommy name is? Vâng. Vâng. What's mommy name? Vâng. You sure? Yeah. Mommy name is? Lisa. Em chào biết hát không? You know how to sing? Yeah. Mẹ thương con. Mẹ thương con chút nha. Ba thương con chứ đâu có mẹ thương con đâu. Mẹ thương con chứ. Ok. Chúng con. Mẹ thương con.